mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm toàn cảnh bóng đá Việt Nam. Tuần này mời đến trường quay là nhà báo Huy Thọ của báo Tuổi Trẻ và nhà báo Nguyễn Nguyên của báo Pháp Luật. Thưa anh Huy Thọ và thưa anh Nguyễn Nguyên, Hoàng Xuân Vinh đã ghi được một dấu ấn phải nói là hết sức là huyền thoại cho ngành thể thao Việt Nam bằng chiếc huy chương vàng Olympic. Anh nhận định như thế nào về chiếc huy chương vàng này? Tôi nghĩ là dĩ nhiên đây là một chiếc huy vàng. Tôi nghĩ đến giờ này mà chúng ta còn nhắc lại những chuyện như thế này nữa thì nó có vẻ bắt đầu hơi cũ kỹ rồi, và rõ ràng là đây là một chiếc huy chương đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam ở Thế vận hội. Tôi nhớ năm 2000 ở Thế vận hội tại Sydney, thì khi đó Trần Hiếu Ngân chỉ mới đoạt một cái huy chương bạc, là khi đó cũng đã tạo nên một cái cảm xúc rất là lớn rồi, huống gì đây lại là vàng nữa. Dĩ nhiên nếu như được ước thì giá như mà cái huy chương vàng này nó ở một môn nào đó, thì nó, tại vì theo quan điểm của tôi thì thể thao, thứ nhất thể thao phải phục vụ cho cái quần chúng, cái tính giải trí, hoặc nữa là thể thao phải ở những cái môn gọi là đinh của Olympic, ví dụ như là bơi lội hay điền kinh. Cho nên tôi thì hay cứ đòi hỏi, tôi nói giá như một cái huy chương vàng Olympic ở điền kinh, một huy chương vàng Olympic ở bơi lội thì chắc cái cảm xúc nó càng còn bùng nổ hơn, nữa. Tại vì phải thật sự ra mà nói, như bản thân tôi mấy mươi năm theo cái thể thao, nhưng mà thật sự ra chưa các kỳ và đi, tôi không biết anh Nguyễn Nguyên sao, nhưng mà các kỳ Asia SEA Games tôi chả mấy khi mà tôi đến nơi cái chỗ mà thi đấu bắn súng hết á, tại vì có cái gì đó để coi ở đó đâu. Dạ, cho nên vâng, cho nên rằng là tôi nghĩ thì đó là nói về cái cảm xúc riêng của mình, nhưng mà cũng xin nhấn lại rằng là cái điều đó nó cũng không làm giảm đi cái giá trị của chiếc huy chương vàng do anh Xuân Vinh mang về cho thể thao Việt Nam. Dạ vâng. Thưa nhà báo Nguyễn Nguyên, cá nhân tôi á, thì tôi thấy đây là một cái huy chương vàng đầu tiên ở Olympic của Việt Nam. Thì rõ ràng là người hâm mộ á, họ ít theo dõi môn bắn súng, nhưng mà ở trong đó có những cái niềm tự hào rất là lớn. Chúng ta hãy điểm lại lịch sử của thể thao Việt Nam, những cái cột mốc vàng giống như SEA Games. Khi mà chúng ta bắt đầu hội nhập trở lại SEA Games năm 89 thì huy chương vàng bắn súng là Nguyễn Quốc Cường. Rồi đến ASEAN năm 94, tức là cái huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam là Trần Quang Hạ. Rồi bây giờ, tức là đằng đẵng từ năm 94 đến bây giờ thì chúng ta mới bước lên một cái cột mốc cao hơn, đó là Olympic. Thì đó là một cái niềm tự hào. Nhưng mà qua cái niềm tự hào đấy, qua cái việc khai thác của các báo nước ngoài ấy, thì trong cái niềm tự hào đó có đôi lúc chúng ta cảm thấy rằng có nhiều cái để chúng ta hụt hẫng và vỡ ra rất là nhiều vấn đề. Ví dụ như có ai biết rằng có những lúc mà anh Hoàng Xuân Vinh anh tập và không có đạn, hoặc là có những ai biết rằng có những lúc anh Hoàng Xuân Vinh anh tập trên cái bia giấy, tức là phải có cái huy chương vàng đó người ta mới vỡ ra nhiều cái. Tức là lâu nay cứ nghĩ rằng chính phủ qua ngành thể thao đầu tư cho thể thao rất là nhiều, chúng ta vẫn thường nghe cái điều đó. Nhưng mà tại sao cái môn bắn súng này lại thiếu thốn đến mức như thế? Đó là một cái sự khổ luyện, đó là cái thành tích đáng nể. Rõ ràng các báo Singapore, báo Thái Lan, báo Trung Quốc và thậm chí cả báo Anh, báo Mỹ nữa, họ khai thác rất là nhiều về Xuân Vinh, toàn ở những cái khía cạnh tích cực. Và ngay cả những cái mà họ phân tích rằng tại sao một cái người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam tập trong một cái điều kiện thiếu thốn như vậy mà họ lại có vàng, cái điều đó chúng ta tự hào. Nhưng đôi lúc chúng ta phải nhìn lại ở ngành thể thao đã đầu tư gì, nhìn lại cái trường bắn nhổn tại sao lâu nay nó vẫn cũ kỹ như thế, trong khi đó có nhiều môn mà tôi có một cái cảm giác, chứ sau khi tôi đọc những bài báo đó, sau khi mà tôi nghe anh Hoàng Xuân Vinh nói về những cái điều kiện khó khăn đó, thì tôi có cảm giác là hình như ngành thể thao chỉ đầu tư cho những môn người ta quan tâm nhiều và chỉ đầu tư cho những cái bề nổi nhiều. Thí dụ như bóng đá, tôi thấy đầu tư rất là nhiều so với cái trường bắn cũ kỹ đó, thì đó là một cái khoảng chênh quá lớn đi. Và tôi nghĩ ngành thể thao phải xem lại những vấn đề đó. Tôi xin lỗi anh Hải một tí, tôi phải nói lại ngay với anh Nguyễn Nguyên.
không khéo rồi là vin vào những cái điều anh Nguyễn Nguyên nói, rồi ngành thể thao bắt đầu đề nghị xin tiền của chính phủ, nghĩa là xây một cái trường bắn hiện đại cả mấy chục triệu đô la, thì khi đó là không biết là lại tốn biết bao nhiêu tiền của ngân sách, tiền thuế của người dân, rồi không biết nó rơi vãi hết bao nhiêu trong đó nữa. Cho nên quan điểm của tôi thì khác. Thật sự ra tôi cho rằng là trong những ngày vừa qua người ta nói rất nhiều về những cái khó khăn, những cái điều không ai hình dung nổi mà một nhân vật vừa đoạt huy chương vàng Olympic mà phải trải qua như vậy. Tuy nhiên chúng ta nhìn rộng ra hơn một tí đi, ở xã hội của chúng ta, ở báo chúng tôi vẫn mỗi năm chúng tôi có rất nhiều các cái hoạt động về học bổng. Thế thì nhiều lúc chúng tôi phải ngồi, chúng tôi phải nhìn ra một cái điều như là, ủa sao tất cả các cái bài viết về những cái tấm gương mà học giỏi, ủa sao toàn con nhà nghèo không à? Vậy thì con nhà giàu học không giỏi sao? Dạ vâng. Thật sự ra mà nói cũng có con nhà giàu học giỏi, nhưng mà thật sự là không nhiều bằng con nhà nghèo. Cái đó nó trở thành một cái gì đó nó như là đặc thù của Việt Nam rồi. Đôi khi bây giờ cho Hoàng Xuân Vinh vào trường bắn hiện đại, lãnh lương cao như Tây, ăn tập ngon lành là chưa chắc là lại không được gì đâu. Dạ vâng. Không, ở đây tôi muốn nói rằng là chúng ta đầu tư á, tức là đầu tư nó thiếu công bằng lắm. Tức là nó khập khiễng rất là nhiều. Đầu tư đôi lúc chúng ta không nghĩ tới cái chuyện là đầu tư dàn trải, nhưng mà phải tập trung vào những cái môn mũi nhọn, tập trung vào những cái môn thế mạnh, và đừng lấy những cái thành tích để mà che đi những cái khiếm khuyết của mình. Ví dụ như vừa rồi á, chúng tôi ngồi chúng tôi trò chuyện với nhau thì có nhiều người nói rằng anh Hoàng Xuân Vinh đã vừa mới có cái huy chương vàng, cái là ông tổng cục trưởng là ông tới nhà ông chúc mừng ngay. Thực sự là tôi rất là mong những cái sự quan tâm đấy, nhưng mà với những cái sự quan tâm đều đặn đấy, và nó ở một cái mức là chân thành, và kể cả ở tương lai nữa. Tức là những cái người mà làm tốt cho ngành thể thao và những cái người cống hiến cho ngành thể thao thì nên con. Bây giờ có những đôi lúc chúng tôi nhìn lại, ví dụ như là Lê Thị Huệ, hay là có những người mà người ta không thể tiếp tục thể thao mà người ta đang bị thương tật, bị tàn phế, có ai quay lại nhìn lấy họ không? Dạ vâng. Đó, tức là tôi muốn có một cái sự công bằng hơn là cái việc là vơ vào. Dạ vâng. Vâng, cái điều đó nó sẽ giúp cho thể thao nó tốt hơn rất là nhiều. Thưa nhà báo Huy Thọ, sau cái huy chương vàng của Hoàng Xuân Vinh thì thể thao Việt Nam rất là yên ắng. Mặc dù là những vận động viên khác cũng là những vận động viên mà được đầu tư rất là lớn, như là Ánh Viên, như là Quý Phước, như là Thạch Kim Tuấn, vân vân. Nhưng mà họ đã không được những cái thành tích, thậm chí là những cái thành tích của họ ở Olympic còn thấp hơn cả những thành tích của họ thi đấu trước đây. Anh nhìn nhận như thế nào về những cái điều đó thưa anh? Thật sự ra mà nói, đây cái kỳ Olympic này, ngay từ khi đi là cái ngành thể thao cũng không nói nhiều, rồi dư luận, rồi báo chí cũng không nói nhiều lắm đâu, cũng không kỳ vọng nhiều lắm đâu. Tại vì chúng ta cứ nhìn đi, thật sự ra mà nói những cái niềm hy vọng kiểu như Thạch Kim Tuấn, rồi Ánh Viên, ngay như Ánh Viên, tôi cho rằng là thật sự nhiều người nói rằng là Ánh Viên không tốt, nhưng mà nếu chúng ta nhớ lại cái cự ly 400m hỗn hợp, Ánh Viên xếp hàng 9 với một cái thành tích rất là tốt. Thì dạ tôi nghĩ rằng là cũng không phải là có một cái điều gì cho rằng là Ánh Viên sa sút hay gì ở đây cả. Dạ vâng. Nhưng mà ngay cả Hoàng Xuân Vinh cũng vậy. Tôi cũng nghĩ rằng Hoàng Xuân Vinh trong cái huy chương vàng này, cái yếu tố may mắn cũng khá là cao. Chúng ta xem trước đó, khi mà so kè với nhau thì phải nói là cái đối thủ hàng đầu là của chủ nhà bắn rất đều tay. Và Hoàng Xuân Vinh, cái viên cuối cùng tôi cho rằng là đó là một cái viên, nói một cách nôm na, dân gian thường nói là viên như là bà nhập. Vâng, cái đó nó là một cái gì đó nó đột biến. Dạ vâng. Chứ còn tôi nghĩ rằng là thật sự bao nhiêu lần rồi, Hoàng Xuân Vinh cũng không phải là một tay súng dở. Anh cũng nằm trong cái top, gọi là top 10, top 5 của thế giới. Dạ cho vâng. Nên là cái việc, nhưng mà chưa bao giờ anh chạm được cái vị trí số 1 cả. Chỉ có lần này thì trong một giây xuất thần thì anh bắn được một viên quá xuất sắc. Và như vậy là có huy chương vàng. Và trở lại bản chất của câu chuyện này thì tôi cho là như là tôi cũng muốn, tại vì người Việt mình đôi khi hay bắt bẻ câu chữ để xuyên tạc nhau lắm. Yeah. Cho nên tôi cũng phải rào trước đón sau rất là kỹ lưỡng. Giá trị của chiếc huy chương vàng của Hoàng Xuân Vinh không có gì để bàn cãi.
đó là một điều hết sức tuyệt vời. Dạ vâng. Nhưng cái điều tôi lo, cái điều tôi lo là lo nhất, đó là sau chiếc huy chương vàng đó, cái biểu hiện của rất nhiều người là của phụ trách ngành thể thao đang như là vớ. Tôi cho là cái chiếc huy chương vàng đó, người dân xứ 1 thì quan chức ngành thể thao xứ 10. Tại vì trước Olympic đã có một cái cuộc làm việc của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể dục, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với toàn bộ lãnh đạo ngành thể thao, thì tân bộ trưởng đã đặt ra một cái vấn đề tôi cho rằng là rất là sát sườn. Yeah. Ông nói rằng là thể thao Việt Nam đang xuống dốc, và ông không hiểu rằng là cái việc xuống này nó là một cái đồ thị hình sin mà khi nó đang ở mức đi xuống, nhưng mà liệu cái mức sa sút này nó đã ở mức cực tiểu hay chưa, thì ông rất muốn lãnh đạo ngành thể thao phải trả lời được cái điều đó. Và tôi, rất nhiều người kể lại với tôi rằng nói cuộc làm việc đó là tất cả vị lãnh đạo của ngành thể thao là gần như ngồi lặng thinh, và thật sự ra chúng ta bình tĩnh, thẳng thắn, công tâm để nhìn nhận đi. Thể thao Việt Nam đang rất là buồn tẻ. Thế tôi chỉ sợ một cái điều, khi mà mọi người đang hy vọng tân bộ trưởng sẽ chấn chỉnh lại, siết lại được ngành thể thao, thì đùng một cái bây giờ có một cái huy chương vàng như thế này thì cuối năm tha hồ mà viết một cái báo cáo hoành tráng, rực rỡ. Và ở Việt Nam chúng ta thì có thói quen như vậy. Khi nó đã có được một cái huy chương vàng, thành tích tuyệt vời như thế này, chắc rồi bộ trưởng chắc cũng không dám chê nữa đâu. Thế là rõ ràng cái điều tôi đang lo là lo như vậy. Thưa anh Huy Thọ, là chính cái điều anh Huy Thọ đang lo cũng là điều rất nhiều những người hâm mộ, cổ động viên, không riêng gì của bóng đá mà của các môn thể thao nữa, họ cũng lo. Tức là không vì mà chúng ta có một cái huy chương vàng mà rất lừng lẫy ở tầm thế giới, do có thể một phút giây xuất thần của Hoàng Xuân Vinh, mà chúng ta lấp liếm cả một cái quá trình chuẩn bị, một cái quá trình thi đấu, một cái quá trình tập luyện, xây dựng mà chúng ta còn nhiều vấn đề phải bàn cãi. Thưa nhà báo Nguyễn Nguyên, anh có đánh giá rằng là sau cái chiếc huy chương vàng này diễn ra thì nó sẽ có tác động tích cực phần nào đó tới cái việc mà tham gia tập luyện của các vận động viên nói chung, và đặc biệt là trong môn bóng đá của chúng ta nói riêng không anh? Nó có hai mặt. Mặt tích cực á, thì cái huy chương vàng này nó giống như là một cái lực đẩy, nó là một cái đòn bẩy về cái sự khổ luyện và những cái nỗ lực của các vận động viên Việt Nam. Tuy nhiên á, cái mặt trái của nó giống như anh Huy Thọ anh phân tích á, cái điều nguy hiểm là người ta vớ vào một cái chiếc huy chương này giống như là một cái phao cứu sinh, phao cứu sinh. Tại vì đúng là ai ở trong ngành thể thao thì hiểu là ngành thể thao á, khi mà tân bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện á, làm việc á, là siết rất là chặt, và tôi cho rằng cái điều siết đó nó có ích cho thể thao Việt Nam, là tại vì lâu nay ngành thể thao giống như là bị thả nổi và thả lỏng nhiều quá, kinh phí đầu tư rất là nhiều, nhưng mà có những lúc rõ ràng là không có trọng điểm, và kể cả những cái bộ môn hoặc là những cái liên đoàn. Ví dụ như liên đoàn bây giờ là đa số là những ông sắp về hưu là nhảy vô liên đoàn, nhảy dù vào đó để làm cái gì, tức là để nó không còn là xã hội hóa nữa, mà có lúc những cái tổ chức đó nó giống như là một cái nơi an dưỡng của những người ở ngành thể thao về hưu vào đấy. Nó đi ngược với cái hướng xã hội hóa. Và kể cả cái việc mà chúng ta có một cái huy chương vàng như thế, rồi chúng ta báo cáo, chúng ta thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái việc chúng ta cần phải làm, và làm một cách tốt, làm một cách trung thực. Do đó cái điều mà tôi mong muốn là chúng ta nhìn vào đấy để chúng ta nỗ lực và chúng ta đầu tư tốt, chứ không phải đấy là một cái màn để mà che đi những cái mà ngành thể thao đang cần che. Cảm ơn anh. Thưa nhà báo Huy Thọ, có thể chúng ta quay lại với lại nền bóng đá nước nhà một chút. Có thể thấy rằng là trong thời gian vừa qua đó, chẳng những chính phủ khuyến khích và gián tiếp hỗ trợ kinh phí khá nhiều cho bóng đá, mà rất nhiều những doanh nghiệp, rất nhiều những doanh nhân họ đã đóng góp cho bóng đá, có những cái đóng góp mà đôi khi nó người hâm mộ cũng không ủng hộ lắm. Ví dụ một ông mà làm tới 4 năm đội bóng. Thì tại sao cái nền bóng đá của chúng ta được đầu tư, được quan tâm mà được nổi như thế, nhưng chúng ta lại không thể có được những cái thành tích dù chỉ là một phần nhỏ như là chiếc
hào quang của chiếc huy chương vàng của Xuân Vinh thưa anh? Thì tôi đã nói rồi, ở trong đối với sự phát triển chung của thể thao bao giờ cũng vậy, tiền là điều cần. Cần chứ không. Nhưng đủ. Mà tiền không mà chưa đủ đâu. Yeah. Vấn đề là cách làm, vấn đề là có sự giám sát hay không. À, bóng đá nói riết về bóng đá nó cũng đâm ra nhàm, tại vì chúng ta nói rồi đôi khi họ rồi mọi người lại nói là chúng ta hình như chỉ có đi thấy những cái mặt xấu của bóng đá, nhưng mà mặc dù là nó xấu thật. Dạ vâng. Chứ không phải là mình để cố để đi đi tìm. Nhiều lúc là tôi nghĩ là đôi khi thôi bóng đá cho quay trở về khổ như bắn súng. Dạ. Tức là không có bóng mà đá, trở về lại thời như cái thời bao cấp á. Dạ vâng. Cái thời bao cấp mà khi mà những cái đôi khi tôi thấy khi đó nó bóng đá nó còn đẹp hơn. Tại vì lúc đó nó thật sự là nghiệp dư thôi, và người ta chỉ đến với bóng đá bằng duy nhất một cái gọi là niềm đam mê. Chứ còn bây giờ với bóng đá bây giờ nó không phải là niềm đam mê nữa, nó cộng thêm vào đó là tiền bạc. Cho nên nó đang, và chúng ta chưa đủ một cái, chúng ta không có được một cái con đường nó rõ ràng. Và cái con đường đó, trên con đường đó người thì thích đi bên trái, người thích đi bên phải, không có một vị cảnh sát giao thông nào để đứng tuyết còi để yêu cầu các anh đi cho đúng đường hết á. Cho nên tôi nói vừa qua theo như thông tin tôi biết là Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng đang hết sức bức xúc về cái câu chuyện của Liên đoàn bóng đá. Cho đến giờ này thì vừa rồi gần nhất cái câu chuyện mà thật sự tôi đâm ra ngán ngẩm, tôi không muốn nói tới cái tổ chức này nữa. Các anh thử hình dung xung quanh cái câu chuyện trọng tài. Ông một ngày đẹp trời, cái ông Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ông Nguyễn Xuân Gù thì cũng vào đây dự một cái giải U17 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế là hai ông mới đi tới nhà ông Lê Hùng Dũng. Rồi ở đó là ba ông nói chuyện với nhau rồi mới có một cái đề xuất rằng là ồ thôi, tình hình trọng tài thế này là tệ lắm rồi. Dạ rồi phải xử lý cho người đứng đầu đó là ông Nguyễn Văn Mùi. Thế là chuyện của chỉ ba ông, thật sự đấy cũng thế gọi là một cuộc họp của thường trực. Bởi vì còn vắng ông Đoàn Nguyên Đức và ông Trần Anh Tú. Dạ vâng. Thì rồi đùng một cái ngay trong đêm hôm đó, sáng sớm hôm sau là bắt đầu báo chí đưa ra, rồi bây giờ bắt đầu ngồi đổ qua đổ lại, không biết ông nào xì ra cho báo chí. Ông Đoàn Nguyên Đức thì vừa rồi lại có một tờ báo phỏng vấn ông Đoàn Nguyên Đức, thì ông Đoàn Nguyên Đức nói thôi đừng bao giờ hỏi tôi về bóng đá nữa, bây giờ doanh nghiệp của tôi đang mệt mỏi đây rồi, thôi để tôi lo tôi làm ăn cái đã. Dạ vâng. Cho nên tôi nghĩ rằng là trong một cái bối cảnh mà bộ máy chóp bu của liên đoàn nó đang nát bét như vậy, thế mà tất cả vẫn cứ ơ thờ. Là chính tôi biết là Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã phải nói bây giờ chúng ta đang quản lý liên đoàn theo kiểu gì vậy. Người ta thì lấp liếm, người ta nói à không, đừng có đụng tới thằng liên đoàn, nó là tổ chức xã hội, nhà nước mà đụng tới nó là không khéo FIFA sẽ xử lý. Dạ vâng. Nhưng mà người ta quên đi rằng đó là một sự lấp liếm, tại vì ai là cái người ngồi trong liên đoàn? Ví dụ như ông Trần Quốc Tuấn, ông đâu phải người của xã hội, là vụ trưởng, ông là vụ trưởng, ông là người của ngành của nhà nước đưa qua, thế mà nếu ông làm ăn không được gì thì bộ trưởng lôi cổ ông này về đi để rồi tính một người khác, hoàn toàn có thể xử lý được. Nhưng mà tại sao nó cứ kéo dây dưa năm này qua tháng nọ để rồi? Và tôi nghĩ là cái vai trò của cái bộ máy đứng đầu nó vô cùng quan trọng, nó như một chiếc đầu tàu, và một cái chiếc đầu tàu hiện nay nó vừa yếu mà nó vừa phân tán ra, mỗi ông chạy hướng, ba động cơ thì mỗi một ông chạy bên phải, ông chạy bên trái, còn ông chạy giữa, thì tôi hỏi làm sao mà kéo cho một cái đoàn tàu của bóng đá Việt Nam nó đi được. Dạ vâng, dạ vâng. Thưa nhà báo Nguyễn Nguyên, thì là cũng nói về cái chuyện minh bạch trong bóng đá thì anh vẫn nói là khi nào anh còn làm báo, khi nào anh còn làm thể thao thì anh sẽ không bao giờ anh dừng cái đề tài một ông chủ nhiều đội bóng. Anh là chạm vào nỗi đau của tôi rồi. Tôi vẫn còn nhớ cái điều đó. Thực sự bây giờ chúng ta nhìn vào cái điều đó, chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta làm chuyên nghiệp mà không chuyên nghiệp. Hôm bữa tôi có may mắn tôi ngồi với một ông phó chủ tịch VFF, một doanh nhân mà là chủ tịch một câu lạc bộ bóng đá, một người hâm mộ và một trọng tài nữa. Thì cái câu chuyện của chúng tôi nó rất là thú vị. Khi mà đề cập tới câu lạc bộ nào là câu lạc bộ mà làm bóng đá chuyên nghiệp nhất thì cuối cùng không ông nào trả lời được. Chỉ có duy nhất một anh làm chủ tịch câu lạc bộ thì anh bảo là phải học anh Đồng Tháp. Tôi hỏi tại sao học anh Đồng Tháp thì anh mới giải thích như thế này. Anh Đồng Tháp, anh bán được áo
tức là anh in áo và anh bán được cái áo đó cho người hâm mộ, và đó là một trong những cái sản phẩm của câu lạc bộ hết. Các câu lạc bộ khác có làm được cái điều đó hay không? Tức là mình bán sản phẩm của chính mình, của chính câu lạc bộ mình. Dĩ nhiên đó là một cái câu trả lời, nó chỉ nói ở một cái khía cạnh nhỏ của bóng đá chuyên nghiệp. Rồi sau đó khi mà quay tới lại vấn đề một ông chủ 4 đội bóng, thì các anh phân tích như thế này, tức là họ mượn bóng đá để họ làm ăn. Và cái chuyện làm ăn đấy nó xin lời rất là nhiều, rồi họ đầu tư ngược lại cho bóng đá một phần nhỏ. Thì đó là cái cách mà nhiều ông chủ đang làm bóng đá. Do đó chúng ta chưa thể có một câu lạc bộ chuyên nghiệp một cách tử tế được. Và tại sao VFF biết cái điều đó nhưng VFF không dừng lại được? Cao hơn, tại sao Tổng cục Thể dục Thể thao biết VFF làm những cái điều trái điều lệ, trái quy chế mà đã được Bộ Nội vụ thông qua, nhưng Tổng cục Thể dục Thể thao vẫn làm ngơ hoặc là bất lực? Đấy là cái điều mà Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đang nắn lại. Và tôi cho rằng có lẽ ông Bộ trưởng khi mà ông càng đụng vô sâu thì ông sẽ càng sợ. Nhưng mà tôi mong rằng Bộ trưởng này vẫn quyết liệt, tức là vẫn làm đến nơi đến chốn để trả lại cho bóng đá đúng với cái chất của tổ chức xã hội. Và để các doanh nghiệp bước vào bóng đá thực sự là họ đầu tư cho bóng đá và từ bóng đá nuôi bóng đá. Dạ vâng. Tôi xin bổ sung thêm một tí nữa là thật sự ra nhiều lúc tôi suy nghĩ cũng rất là nhiều về cái câu chuyện này. Thì tôi có cái suy nghĩ như thế này. Tôi cho rằng là nói thì bây giờ chúng ta cứ nói ngành thể thao, chúng ta đang một chương trình của liên quan tới thể thao. Anh Nguyễn Nguyên cũng là cái người sống bằng nghề viết báo thể thao. Tôi thì cũng như vậy. Cho nên chúng ta cứ nói về câu chuyện của thể thao. Chứ còn thật sự ra đang thấy Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đang có những cái lời nói, đang có những cái hành động thì mình cũng hy vọng như vậy. Nhưng mà thật sự suy xét một cách sâu xa, tôi cho rằng là cái sự hy vọng đó nó cũng rất là mong manh. Bởi vì cái nguồn gốc, tôi nghĩ cái nguồn gốc từ cái cơ bản nhất đó, dạ vâng, đó là con người Việt Nam của chúng ta có được đào tạo để thích ứng với cái kiểu, cái cung cách làm việc chuyên nghiệp hay không. Tôi nghĩ như thế này, có cái câu mọi người vẫn biết, đó là phần nhiều do giáo dục mà ra. Yeah. Ngay trong vấn đề giáo dục con người, chúng ta bây giờ nếu như các mọi người, tôi thì sau này tôi cũng có liên quan tới phải phụ trách là nhiều mảng, cho nên tôi tìm hiểu, tôi thấy giáo dục cái khâu mà đào tạo con người nó có vấn đề rất là nặng, nó có quá nhiều các cái phần lỗi ở trong đó. Thế thì khi các con người của xã hội Việt Nam ngay từ nhỏ trong ghế nhà trường đã không được đào tạo, đã không được chuẩn bị để trở thành một công dân chuyên nghiệp thật sự, thế thì bắt đầu lớn, nó cứ thế nó lớn lên. Và nó đi vào trong thể thao thì nó cũng thế thôi, nó đi vào lĩnh vực nào thì nó cũng vậy thôi. Và thật sự là chúng ta ngồi bình tâm lại đi, trong xã hội chúng ta hiện nay bây giờ rớ tới chuyện này, chuyện ở lĩnh vực nào hình như cũng có vấn đề cả. Thì thật sự ra nói như vậy là một mặt nào đó để chia sẻ hơn với những người làm thể thao, họ trong chừng mực nào đó cũng là một nạn nhân. Nhưng mà nhìn như vậy thì quả thực rằng là thấy câu chuyện nó rất là ảm đạm. Tại vì muốn thay đổi thì vấn đề phải thay đổi từ cái gốc, để làm sao chúng ta có được những con người nó thật sự phù hợp với chuyên nghiệp. Thì khi đó, chứ bây giờ tôi nghĩ rằng là để nói cho lắm rồi thì cũng với những con người như thế thôi thì chắc cũng khó mà thay đổi được. Dạ vâng. Tôi có thêm một cái ý kiến, tức là tôi có chia sẻ với Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện. Trong vấn đề đó tôi có đề cập là, tức là tôi nói rằng ông ấy là một cái người ngoại đạo với thể thao, tạm gọi là như vậy, và đặc biệt là bóng đá, nhưng mà ông ấy đang muốn cải tổ. Thì tôi mong rằng ông ấy đừng bị hòa tan. Dạ vâng. Vâng, tức là ông ấy vẫn phải giữ cái sức mạnh của mình, ông phải giữ cái bản lĩnh của mình để ông điều hành và ông chấn chỉnh. Bởi vì là tôi rất là sợ. Thí dụ như là chúng ta từng thấy như liên đoàn quần vợt, là từng có một ông là cựu bộ trưởng nhảy dù vào đấy đấy chứ. Nhảy dù vào đấy làm chủ tịch thôi, làm chủ tịch. Bây giờ cái liên đoàn đấy nát bét,
đấu đá nhau tùm lum hết và đơn kiện một sấp như thế này, kiện lên các cấp luôn, mà toàn là vi phạm, toàn là sai về điều lệ. Thì tôi hỏi cái chất của một bộ trưởng trước đây nó nằm ở đâu khi mà anh về cái tổ chức liên đoàn đó anh điều hành? Đó là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ là nếu mà bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhìn ra thì ông ấy sẽ rất là day dứt. Thưa nhà báo Huy Thọ và nhà báo Nguyễn Nguyên, có thể thấy rằng là sau khi mà các anh nói như vậy thì với tư cách là một cái người cổ động viên thì chúng tôi chỉ mong một điều như thế này, tức là bộ trưởng là một cái người đứng đầu về mặt quản lý nhà nước của một cái ngành có liên quan tới thể thao, ông trên cả ông tổng cục trưởng nữa kìa. Chúng tôi chỉ mong rằng là ông đừng xem bóng đá như là một cái trò chơi, là một môn thể thao, gọi là một cái football show. Mà bóng đá đối với chúng tôi còn rất là thiêng liêng, còn là tình quê hương, như sông Lam Nghệ An, như Thanh Hóa, như Bình Dương, như Đà Nẵng, còn là tự hào dân tộc khi chúng ta thắng các cái đối thủ ở Đông Nam Á. Và hàng ngàn, hàng chục ngàn cổ động viên của chúng ta mặc áo phất cờ ra đường trên các sân vận động quốc tế. Bóng đá thực sự nó đã ăn vào máu của người Việt Nam. Và cố thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đã nói bóng đá ở Việt Nam là một cái hiện tượng xã hội rất là đặc biệt. Lâu nay thì rất nhiều người chỉ nói đấy là một cái trò chơi. Nhưng người hâm mộ chúng tôi thì tại sao chúng tôi phải quan trọng hóa vấn đề này hơn cả những cái món ăn hàng ngày? Chúng tôi cho rằng đó là một cái gì đó rất là thiêng liêng, không thể tách rời khỏi cái đời sống tinh thần của chúng tôi. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai á, đó là chúng tôi tại sao những cái giải bóng đá phủi thì người ta tổ chức rất là thành công, khi đó chỉ là tập hợp của những con người đam mê. Ông trọng tài tới đó cũng là trọng tài FIFA của chúng ta đấy. Ông thổi những cái trận đó ông sung sướng, mặc dù ông chỉ nhận được có 1 triệu đồng thôi, nhưng mà ông sung sướng. Và thậm chí là ông còn mời thêm một số trợ lý trọng tài nữa để cùng với ổng thổi làm sao cho fair nhất, cho công bằng nhất, để cho trận cầu nó đẹp nhất, dù rằng đó chỉ là những trận đấu phủi. Rõ ràng là bóng đá nó có đất sống của nó và nó có một cái sức sống rất mãnh liệt của nó. Nhưng mà thưa anh Huy Thọ và anh Nguyễn Nguyên, anh có nhìn nhận rằng là gì? Dường như chúng ta đã có một cái gì đó hết sức là sai lầm khi mà chúng ta đã không trả lại cho bóng đá cái môi trường sạch của nó. Bởi vì chúng ta thừa biết rằng sạch thì không sạch thì cá là cũng chết. Bây giờ tôi vẫn bảo lưu cái quan điểm của tôi. Đây là một cái câu chuyện bóng đá nó chỉ là một phần trong một cái xã hội. Và xã hội của chúng ta thì đã có vấn đề. Dạ vâng. Bây giờ tôi nói chúng ta phê bình các quan chức nhiều, chúng ta phê bình cầu thủ, trọng tài, huấn luyện viên đủ thứ hết. Bây giờ nói về câu chuyện cổ động viên. Anh Hải được xem như là đại diện cho cổ động viên. Bây giờ tôi hỏi anh, cổ động viên Việt Nam có chuyên nghiệp hay không? Tôi thật sự khi mà kết thúc cái trận chung kết U16 Đông Nam Á giữa đội tuyển Việt Nam và Úc, tôi lên trên các diễn đàn tôi thấy người ta chửi, người ta mắng khán giả Campuchia rất là dữ dội về một cái tội như thế này. Tụi nó ủng hộ thằng Úc không? Hay tương tự như vậy, kết thúc cái trận chung kết Việt Nam Thái Lan ở giờ bóng đá nữ, một cái tình huống tôi nói nhiều người hỏi tôi rằng là cái quả đá sút luân lưu cuối cùng đó là có phải bàn thắng hay không. Tôi nói tôi không trả lời vì tôi không, cái này chỉ có mắt thần mới xác định được thôi. Và tôi thấy rất nhiều khán giả, người hâm mộ comment vào lên các diễn đàn nói rằng là ô, quả bóng nó vào gần hết rồi. Hay là con người còn nói là ai cho con nhỏ thủ môn Thái Lan nó 2 lần chạm bóng. Người ta không biết được rằng là luật là quả bóng nó phải vào hẳn, nó vượt qua hẳn cái đường vôi. Và cầu thủ sút luân lưu thì chỉ được chạm bóng 1 lần, nhưng mà thủ môn thì được nhiều hơn đấy. Dạ vâng. Không cần lý lẽ, không cần luật lệ, cứ lên là mắng là chửi. Dạ vâng thưa anh. Cho tôi phản biện cái lập luận của anh, tôi vẫn cho bóng đá phải là một trò chơi. Tức là tôi không, nhưng mà cái trò chơi này á, nó đừng bị thương mại hóa, hoặc là nó đừng là cái cơ hội để người ta làm những cái chuyện khác ngoài bóng đá. Tôi mong muốn bóng đá vẫn là một trò chơi đơn thuần. Và tất cả mọi người họ vui, họ hạnh phúc, họ sung sướng với trò chơi đấy, chứ họ đừng
đừng dựa vào những cái đấy để họ làm những cái điều xấu xa, những cái điều thiếu minh bạch. Tôi thì tôi lại không đồng tình về cái chuyện rằng là bóng đá không thương mại hóa. Dạ, nếu như vậy thì chúng ta đi ngược lại với xu hướng của thế giới rồi. Dạ. Bóng đá vẫn phải là thương mại, bóng đá vẫn phải là kiếm tiền, vẫn phải là làm ra tiền. Bóng đá, dĩ nhiên, bóng đá là trò chơi. Dạ vâng. Tôi, nhưng mà tôi nghĩ như thế này là hãy lại trở lại một cái từ rất là cũ. Đó là minh, là sự minh bạch. Minh bạch. Cứ kiếm tiền một cách minh bạch, chính trị một cách minh bạch, dạ, lợi, thậm chí cái danh tiếng cũng phải minh bạch. Minh bạch. Đừng làm những cái trò dưới gầm bàn, thậm chí cứ làm những trò dưới gầm bàn nhưng cũng sẽ có những cái cơ chế để cũng phát hiện ra những cái trò dưới gầm bàn đó. Dạ vâng. Các bạn vừa được nghe những ý kiến hết sức sâu sắc và thâm thúy của nhà báo Huy Thọ và nhà báo Nguyễn Nguyên. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình này. Phần thưởng tốt nhất dành cho chương trình là quý vị hãy giới thiệu với bạn bè và người thân để cùng xem. Quý vị có thể xem lại tất cả những chương trình tiêu điểm trước đây trên trang web tiêu điểm bóng đá.vn hoặc trên trang YouTube tiêu điểm bóng đá. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn anh Huy Thọ. Xin cảm ơn anh Nguyễn Nguyên. DP Consulting là nhà tư vấn máy phát điện chuyên nghiệp với các thương hiệu đẳng cấp. Chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng đẳng cấp. Đi cùng dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng và bảo trì đẳng cấp. Chúng tôi sử dụng những dịch vụ vận chuyển lắp đặt đẳng cấp. Với những tiện ích đẳng cấp như thế thì giá thành chúng tôi sẽ đẳng cấp. Không, chỉ hợp lý thôi. DP Consulting.